Nhận định soi kèo bóng đá West Brom với Liverpool, 20h30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2021. Vòng đấu tiếp theo tại giải vô địch ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến nhiều trận đấu hết sức hấp dẫn. Bên cạnh đó, kết quả của trận đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại cả mùa giải của một đội bóng. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến đương kim với địch phải hành quân đến làm khách trên sân của West Brom. Đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Người hâm mộ đang chờ đợi lữ đoàn đỏ sẽ làm được những gì khi phải là kẻ bám đuổi, còn chủ nhà West Brom sẽ làm thế nào để níu kéo tấm vé trụ hạng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Việc Leicester City bất ngờ sải chân trước Newcastle khiến cơ hội tham dự Champions League bỗng mở ra với Liverpool. Chỉ phải gặp một đối thủ yếu như West Brom, đây là cơ hội không thể tốt hơn để The Kop giành trọn vẹn 3 điểm. Không còn giữ được phong độ như những mùa giải trước khiến bộ ba man, Salah và Fabinho đang bị đánh giá khá thấp. Tuy nhiên 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League, đội chủ sân Anfield cũng xuất sắc có được 9 bàn thắng. Salah vẫn là niềm hy vọng số 1 trên hàng công với 20 bàn thắng từ đầu giải và chỉ kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới 1 bàn. Dù không còn thể hiện được sức mạnh hủy diệt, thế nhưng thầy trò Jurgen Klopp cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc ghi bàn vào đội có hàng thủ tệ nhất Premier League. Phải đến khi bị dồn vào thế chân tường, hàng công của West Brom mới cho thấy được sự khởi sắc. Đội chủ sân The Hawthorns đã ghi tới 11 bàn ở 5 vòng đấu gần nhất, trong đó có chiến thắng 5-2 ngay trên sân của Chelsea. Tuy nhiên nên nhớ rằng West Brom đã thủng lưới tới 65 bàn từ đầu giải. Với việc không thể chơi tử thủ mà buộc phải giành chiến thắng, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Sam Allardyce sẽ có những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của mình. Bỏ qua việc bị Real loại tại Champions League, Liverpool vẫn đang có màn trình diễn tốt trong giai đoạn cuối tại Premier League. Lữ đoàn đỏ đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tại giải đấu, trong đó có tới 4 chiến thắng. Việc những đối thủ ở phía trên sải chân sẽ khiến cho The Kop cực kỳ quyết tâm trong cuộc đối đầu này. Nên nhớ Liverpool vẫn đang là đội đương kim vô địch và trong tay huấn luyện viên Klopp đều là những cái tên cực kỳ chất lượng và đẳng cấp. Vì thế sẽ không quá khó để đội chủ sân Anfield giành chiến thắng trước West Brom đang xếp áp chót của bảng xếp hạng. 2 chiến thắng trước Chelsea và Southampton là chưa đủ để West Brom có một vị trí an toàn. Thầy trò huấn luyện viên Sam Allardyce nhanh chóng hiện nguyên hình với 3 trận không thắng liên tiếp ngay sau đó. Khoảng cách giữa đội chủ sân The Hawthorns với đội đứng thứ 17 đã là 10 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa sẽ hạ màn. Có lẽ West Brom sẽ khó thoát khỏi tấm vé xuống chơi, và với thực lực của họ, một điểm trước Liverpool cũng là nhiệm vụ tương đối bất khả thi.